này đó thì chúng ta chủ yếu vào cái đồ bốn, chút nữa chúng ta sẽ cùng cùng nhau nói lướt sơ về chỗ này một chút xíu. Rồi sau đó từ trên cái chuyện là cơ sở của cái nguyên tắc thì xử lý cái đồ 4 thì chúng ta xử lý đồ 3 như thế nào, đồ 2 như thế nào và đồ 1 như thế nào. À. Rồi. À, các em đọc, các em nghe giảng. Bây giờ em các em đã hình dung được về đáy chậu chưa? Hình dung được chưa các em? Có gì trở ngại không? Sau khi nghe giảng có bài giảng số, em nghiên cứu trên bài giảng thì các em có gì trở ngại trong cái chuyện là cái những cái kiến thức, những cái hình dung về đáy chậu, các em có gì thì vướng mắc không? Các em nói đi ạ. À. Nếu không có thì cho tôi lướt qua nha. Có gì không ạ? À? Rồi thì các em chú ý là đáy chậu đó chính là cái thành dưới của ổ bụng, à, thành dưới của ổ bụng. Và như vậy đó thì trên trên ở phía trên cùng một một cái cấu trúc trại rồng từ trước ra sau giống như cơ hoành ở phía trên ngăn cách giữa lồng ngực với ổ bụng thì sẽ có một cái hoành gọi là hoành chậu hồng, và phía dưới thì sẽ có hai cái đáy chậu là đáy chậu trước và đáy chậu sau. Đáy chậu trước thì được gọi là tam giác hay là đáy chậu niệu dục, là vị cho các thành phần của niệu dục đi qua, và đáy chậu sau thì chủ yếu sẽ là vùng hậu môn vì cho ống hậu môn đi qua, và trong đó có một số các cấu trúc tương ứng. Lưu ý cái mà theo chúng tôi sau 30 năm giảng dạy về giải phẫu đó thì chúng ta thấy rằng là các em thường bị lúng túng là vì đặc biệt là ở đáy chậu trước thì quá nhiều lớp, nhiều khoang, và các em do không hình dung được các lớp các khoang này mà các em sẽ bị lẫn lộn, các em bị confused, bị lúng túng trong cái việc phân định về các khái niệm của các cấu trúc đa chậu. À, do đó muốn làm cái này thì chúng tôi sẽ cùng các em rà soát làm cái sơ đồ từ nông vào sâu của cái đáy chậu, à, là cái thành dưới của cái ổ bụng. Thứ nhất là từ nông vào sâu thì đầu tiên hết là da. Các em nhìn thấy không ạ? À? Bây giờ chúng tôi này, các em lưu ý cái sơ đồ này. Cái cấu trúc mà chúng tôi vừa cho hiển thị đây chính là cái trực tràng và ống hậu môn, à, đi xuyên qua cái đáy chậu sau. Tiếp tục nha. Rồi. À, từ lớp nông thì ngoài ngoài chuyện da thì trong đó có tổ chức dưới da, mà trong đó có hai lớp là lớp mỡ và lớp mạc, gọi là mạc đáy chậu nông. Rồi. Tiếp đến chúng tôi vừa mới cho hiển thị một cái tấm màu xanh. Đây chính là mạc hoành niệu dục dưới. Và như vậy, các em sẽ thấy là ở giữa mạc đáy chậu nông với mạc hoành niệu dục dưới nó có một khoang trống, thấy không ạ? À? Đây, đây đây là khoang trống không ạ? À? Thì khoang trống đó là gì? Đó chính là khoang đáy chậu nông. Nội dung được chứa trong khoang này bao gồm gốc của các tàng cương và ba cái cơ. Nha. Rồi. Tiếp đến, chúng ta sẽ thấy đây chính là một cái mạc thứ hai. Mạc này màu vàng được gọi là mạc hoành niệu dục trên. Như vậy giữa giới hạn giữa mạc hoành niệu dục trên và mạc hoành niệu dưới chúng ta có một cái khoang, khoang trống, các em thấy không ạ? Đây chính là khoang đáy chậu sâu. Trong khoang đáy chậu sâu này chúng ta có cái hoành niệu dục, là vì nó cho hai thành phần là niệu đạo và cơ quan sinh dục đi qua đối với nữ, còn đối với nam thì cơ quan sinh dục và niệu đạo nhập làm một nha. Rồi tiếp đến, ở phía trên thì sẽ có một cái tấm cơ băng từ trước ra sau gọi là hoành chậu hồng, và ở phía sau này các em sẽ thấy ngay ngoài cái ống cái trực tràng của ống hậu môn đi qua ở đây thì chúng ta thấy ở đây một cái khoảng trống. Khoảng trống này chính là hố ngồi trực tràng của cái đáy chậu sau, và chúng ta thấy được đây là đáy chậu trước và đây là đáy chậu sau. À, với cái sơ đồ về các lớp như thế này thì các em có đã hình dung ra được cái đáy chậu chưa? À, cái cấu trúc của đáy chậu các em hình dung ra được chưa? Các em trả lời đi.
Dạ được. Được ha. Rồi bây giờ để kiểm tra chuyện các em hiểu đúng hay sai, chúng tôi hỏi lại một câu. Vậy thì khoang đáy chậu sâu có đồng nghĩa với hoành điều dục hay không? Các em trả lời câu hỏi. Dạ có. Khoang đáy chậu sâu có đồng nghĩa với hoành điều dục hay không? Trả lời đi các em. Có đồng nghĩa không ạ? Khoang đáy chậu sâu có đồng nghĩa với hoành điều dục không? Dạ có. Rồi, các em nào có ý kiến khác không ạ? Các em lưu ý, khoang đáy chậu sâu là một khoang trống, một cái space, một cái khoang được giới hạn ở phía trên bởi mạc hoành niệu dục trên và phía dưới bởi hạt hoành niệu dục dưới. Còn hoành niệu dục là một cấu trúc cơ, là nội dung được chứa trong khoang đáy chậu sâu. Do đó, khoang đáy chậu sâu không đồng nghĩa với hoành niệu dục. Các em hình dung được không ạ? Hình dung được không? Khoang đáy chậu sâu như một cái hộp, và chúng ta đã bỏ vào đó một vật, thì vật đó chính là hoành niệu dục. Cái khoảng trống được giới hạn trong cái hộp thì mới là khoang đáy chậu sâu. Còn nội dung được chứa trong hộp mới chính là hoành niệu dục. Các hình dung ra chưa? Hình dung ra chưa? Dạ được. Rồi. À. Rồi rồi ha. Rồi. Bây giờ chúng ta lướt sơ qua một chút xíu. Đây là một cái thiết đồ ngang qua đáy chậu nam với đáy chậu nữ vậy các em. Đây là đáy chậu nam với đáy chậu nữ. Dạ đáy chậu nữ. Ok, rồi, rồi. Rồi. Thì chúng ta vừa mới thấy, chúng tôi cho hiện thì cái màu đỏ, cái đường chấm màu đỏ này chính là cái mà chúng tôi vừa mới cho hiện thì đó chính là mạc đáy chậu sâu. À, xin lỗi, mạc đáy chậu nông. Rồi, tiếp đến là mạc hoành niệu dục dưới. Và cái khoang mà chúng tôi vừa mới cho hiện thì này, đây chính là khoang đáy chậu nông. Trong đó chứa gốc của các tàng cương. Đây chúng ta thấy đây là gốc của tàng cương. Đây chính là cái tàng cương ở đường dưới mà người ta gọi là hạnh tiền đình. Và ở đây chính là cái trụ của âm vật. Các em học cơ quan sinh dục nữ rồi, đúng không ạ? Ngoài ra thì chúng ta có ba cái cơ. Cái cơ bao quanh cái hạnh tiền đình này tương ứng với ở nam giới là bao quanh cái hạnh của vật xốp. Thì cái đó được gọi là cơ hành xốp. Và cơ thứ hai là cơ ngồi hang, bao quanh cái vật hang, cái trụ của vật hang hoặc là trụ của âm vật. Rồi tôi hỏi các em nè, thế thì cái cơ thứ ba nằm đâu? Cơ thứ ba nằm đâu? Sao không thấy được cơ thứ ba? Các em sao không thấy được cơ thứ ba? Không thấy được cơ thứ ba là vì cơ thứ ba nằm sau mặt cắt đứng ngang. Hai, chúng ta đang thấy là một cái mặt cắt đứng ngang. Cái cơ ngang đáy chậu nông nằm phía sau của các cái tàng cương. Do đó khi mà chúng ta cắt qua các tàng cương thì chúng ta không thấy được cái cơ ngang đáy chậu nông. Này, tương tự chúng ta đây là nam. Và ở đây chúng ta thấy đây là khoang đáy chậu sâu được giới hạn, đây là mạc hoành niệu dục dưới và đây là mạc hoành niệu dục trên. Và đây chính là cái hoành niệu dục. Hoành niệu dục là nội dung chứa trong cái khoang này. Và đây chúng ta thấy được hai cái tuyến. Đó là chính là tuyến hành niệu rạp. Chúng ta thấy được cái khoang đáy chậu sâu và nội dung. Rồi, bây giờ chúng ta qua cái trung tâm gân đáy chậu. Bây giờ chúng tôi chỉ lướt sơ qua mà một số điểm chúng tôi muốn chốt lại với các em để các em hiểu. Nhìn lên trên này chúng ta thấy đây chính là cái đáy chậu nam và đây chính là đáy chậu nữ. Các em thấy là rất nhiều thành phần bám vào cái trung tâm gân đáy chậu này. Đây là trung tâm gân đáy chậu. Đây là trung tâm gân đáy chậu. Gồm có cái gì? Thứ nhất là cái bờ sau của cái mạc đáy chậu nông nó bám vào đây, dọc theo bờ sau của
hai cái mạc là mạc thâm điều dục trên và thâm điều dục dưới. Rồi trong khoang đáy chậu nông chúng ta thấy cơ hành xốp, đây cơ hành xốp nó ra nó bám vào trung tâm gân đáy chậu. Rồi thứ hai là cơ ngang đáy chậu nông nó cũng bám vào trung tâm gân đáy chậu. Thứ ba là chúng ta thấy đây chính là cái gì đấy ạ? Mạc khoanh nhiều dục dưới nó cũng bám vào trung tâm gân đáy chậu, bờ sau của nó ngoài nó hình thành cái bờ sau hợp nhất với bờ sau của mạc khoanh nhiều dục trên và mạc đáy chậu nông thì nó cũng bám vào trung tâm gân đáy chậu đây. Rồi ở phía sau thì chúng ta thấy cơ thắt ngoài hậu môn nó tới nó bám vào trung tâm gân đáy chậu đây. Tiếp tục nha. Ngoài ra, ngoài các cái này thì giờ vô đến khoang đáy chậu sâu, chúng ta cũng thấy là các cơ ngang đáy chậu sâu nó cũng bám vào trung tâm gân đáy chậu này, và đặc biệt là lên đến hoành chậu hông thì những thớ trong cùng của hoành chậu hông của cái cơ nâng hậu môn nó cũng bám vào cái trung tâm gân đáy chậu này. Chính vì vậy đây như là một cái chốt mà hầu hết các cấu trúc của đáy chậu đều bám vào, đều bám vào. À, các em thấy là đây cái hình này hiển thị những cái mũi tên này cho chúng ta đại diện cho những cấu trúc bám vào trung tâm gân đáy chậu. Hình dung được chưa? Này, chúng ta sẽ thấy đây chính là trung tâm gân đáy chậu. Chúng tôi đang cho hiển thị lại những cấu trúc bám vào trung tâm gân đáy chậu. Đây chính là cơ ngang đáy chậu nông. Chúng ta thấy đây chính là cơ hành xốp. Đây chính là cơ ngang đáy chậu sâu, đó là các cơ. Tiếp tục, chúng ta thấy đây là mạc đáy chậu nông. Đây chính là cơ nâng hậu môn, xin lỗi, cơ thắt ngoài hậu môn. À, tiếp tục, cái tấm mà chúng tôi vừa mới cho hiện thì đây chính, nó cũng bám vào trung tâm gân đáy chậu. Đây chính là mạc khoanh niệu dục dưới, mạc khoanh niệu dục trên bám vào trung tâm gân đáy chậu. Và đặc biệt hai cái đường mà chúng tôi vừa mới cho ra hiển thị đó chính là các thớ trong cùng của cơ nâng hậu môn nó cũng bám vào trung tâm gân đáy chậu. Như vậy các anh thấy là phần lớn các cái cấu trúc của đáy chậu đều bám vào trung tâm gân đáy chậu. À, nếu như chúng ta hình dung cái trung tâm gân đáy chậu như là một cái nút thắt giữa các cái cọng thun, ở đây chúng ta chỉ cho là bốn cọng thun thôi đại diện cho các cấu trúc của đáy chậu. À, các cái cọng thun này căng từ ngoài vào và thắt ở một cái nút ở dính giữa, đó chính là trung tâm gân đáy chậu. Nếu chúng ta dùng một cái kéo chúng ta nhấp vào cái nút này thì điều gì xảy ra khi trung tâm gân đáy chậu mà bị tổn thương thì các cái cấu trúc khác bám vào trung tâm gân đáy chậu nó bung ra và như vậy mất cái vựng của cái đáy chậu đi, mất cái vựng của đáy chậu đi. Điều này xảy ra những cái chuyện gì? Khi mà mất vựng thì nó sẽ xa. À, mất vựng thì nó sẽ xa các tàn. À, và như vậy đó thì nó sẽ ảnh hưởng đến chức năng và chất lượng cuộc sống của bệnh nhân rất nhiều. À, đặc biệt là các em thấy là đối với phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ thì thường hay bị tổn thương cái trung tâm gân đáy chậu này do sinh nở. Và khi tổn thương điều gì xảy ra? Thứ nhất là các cấu trúc ở phía trước, các cấu trúc ở phía trước nó bị tổn thương. Và như vậy các em sẽ thấy ngay rằng là gì? Là cái âm đạo đi xuyên qua cái đáy chậu trước nó không còn vựng, không còn được vựng nữa. À, thứ hai nữa là cái đáy chậu sau có cái cơ thắt ngoài hậu môn nó bám vào đây và như vậy nó mất cái chỗ bám ở phía trước, nó cũng không còn đủ chức năng nữa. Do đối với những bệnh nhân này thì rất trở ngại trong cuộc sống, đặc biệt là họ không nín đi cầu được, không nín trung tiền được, không nín được đi tiểu. Đi tiểu rất là từ chỗ kho ấy là nó chảy nước tiểu ra luôn và xa sinh dục. Do đó mà điều gì xảy ra khi sinh, đặc biệt là sinh con sơ, thì người ta làm một cái động tác mà người ta gọi là cắt trung tâm gân đáy chậu. Các em biết là một cái khối thai rất là lớn nha, một cái khối thai nó to bằng cái đầu thai, nó to bằng hai cái nắm tay chùm lại, hai nắm tay chùm lại như thế này. Khi mà đi từ trên xuống nó làm dạng cái ống cơ, đó chính là âm đạo, và đặc biệt là nó sẽ dạng cái đường vào, đó chính là cái âm hộ.
nha. Và khi nó dạng như vậy, nếu như bất kỳ, đặc biệt là những khối thai lớn, thì nó có thể xé rách cái cửa vào này, nó sẽ rách cái cửa này, và như vậy cái mà khuynh hướng xé rách sẽ xé rách trước ra sau, là vì ở phía trước bị giới hạn bởi khớp mu rồi, nó không xé ra trước được, thì cái điểm mà nó xé sẽ xé ra sau, và khi xé ra sau thì nó có thể gây tổn thương cái trung tâm gân đáy chậu này nha. Do đó mà khi rách thì có thể rách nhiều mức độ, chút nữa chúng ta sẽ coi những cái mức độ rách của trung tâm gân đáy chậu ha, hay là tổn thương của đáy chậu ha. Thế để tránh điều này thì người ta làm cái gì? Khi mà cái ngôi thai nó ra, nó là lấp đó ở cái cửa cho chính cái âm hộ, thì lúc này nó sẽ làm cái mỏng cái âm hộ và lúc này trắng bệch ra, và người ta chỉ cần dùng một cái kéo nhấp vào vị trí từ khoảng 5 hoặc 7 giờ, không nhấp vào vị trí 6 giờ, là vì nhấp vào vị trí 6 giờ thì nó sẽ rách toạc ra sau, xuyên qua trung tâm gân đáy chậu. Nhấp 5 hay 7 giờ thì cái đường rách này sẽ là đường rách chủ động. Các em nghe cái câu là giấy rách thì giữ lấy lề. Khi cái lề nó chưa rách thì thôi, lề mà chỉ cần rách một tí thì nó sẽ toạc theo đúng cái chậu rách đó. À, thì cái chuyện cái nhấp cái kéo ở 5 giờ hay 7 giờ ở một khi mà cái ngôi thai nó ra tới đó thì nó sẽ làm xé rách chủ động theo cái hướng của cái chỗ chúng ta nhấp cái nhát kéo đó. Và như vậy thì nó sẽ rách dọc theo đi theo hướng của 5 giờ hay 7 giờ, và ở đây không có cấu trúc quan trọng mà không có mạch máu lớn. Chính vì vậy mà nó sẽ gây chảy máu cũng như là khi tái tạo rất là dễ, người ta khâu lại rất là dễ. Và khi mà rạch như vậy thì cửa mở rộng và ngôi thai nó ra ngoài, và chúng ta có thể sinh nở bình thường mà không làm tổn thương trung tâm gân đáy chậu. Còn nếu không chủ động thì điều gì xảy ra? Thì nó có thể rách cái mà chúng ta hay gọi cái đáy chậu, chính là tầng sinh môn. Thì nó có bốn cái độ rách. Độ thứ nhất là chỉ rách cái thành của âm đạo mà thôi, và có thể rách cái mép âm hộ. Rồi, cái thứ hai là nó rách cái thành âm đạo, mép âm hộ, và nó rách luôn các cái cơ của đáy chậu. Rách các cái cơ đáy chậu gồm có cơ gì ạ? Cơ hành xốp, gồm có cơ ngang đáy chậu nông và cơ ngang đáy chậu sâu. Nhưng ở độ 2 thì nó chưa rách qua cái, đương nhiên đây là rách qua cái trung tâm gân đáy chậu rồi, nhưng nó chưa rách qua cái cơ thắt ngoài hậu môn. Đây là độ 3, là rách thành âm đạo và âm hộ, rách trung tâm gân đáy chậu, các cơ ngang đáy chậu nông, ngang đáy chậu sâu và cơ hành xốp. Và nó cũng rách luôn một phần của cơ thắt ngoài hậu môn, nhưng chưa rách thành của ống hậu môn. Đây là độ 3. Và tiếp tục, đây là độ 4, nghĩa là nó rách toạc hết, rách từ âm đạo qua thành âm đạo, qua rách âm hộ, rách luôn cả các cơ ngang đáy chậu nông, ngang đáy chậu sâu và cơ hành xốp, rách qua trung tâm gân đáy chậu, rách qua cơ thắt ngoài hậu môn, và rách luôn cái thành trước của ống hậu môn. Đây là độ 4. Ta thấy lại cái hình ảnh của bốn cái độ rách. Bây giờ khâu lại thì như thế nào? Một cái tái tạo, một cái phẫu thuật tái tạo, một cái thủ thuật tái tạo là gì? Là phục hồi lại cái cấu trúc đó gần giống nhất có thể đối với cấu trúc tự nhiên hay là cấu trúc giải phẫu tự nhiên. Do đó muốn tái tạo cái này thì chúng ta làm cái gì? Ở đây chúng ta đang phân tích một cái rách độ 4. Rách độ 4 nghĩa là rách hết, rách từ thành âm đạo ra đến rách đến thành của thành trước của ống hậu môn luôn. Thế thì đây là cái hình ảnh của cái rách hết tất cả. Bây giờ muốn tái tạo thì nguyên tắc của tái tạo đó là gì? Đó là khâu sau trước, trước sau. Cấu trúc ở phía sau sẽ khâu trước và cấu trúc ở phía trước sẽ khâu sau. Thứ hai là sâu trước nông sau. Cái nào nằm sâu thì khâu trước, cái nào nằm nông thì khâu sau. Và bởi vậy những cái các cái bước tiến hành như sau. Thứ nhất
là người ta khâu cái thành của thành trước ống hậu môn, người ta khâu trước. À. Tiếp đến bước thứ hai là người ta khâu cái cấu trúc liên kết ở thành trước của ống hậu môn, nghĩa là ở phía sau trước và đi từ từ nông từ sâu ra nông, từ sau ra trước. À. Sau khi cái bước ba xong thì bước thứ tư đó là người ta sẽ khâu cái cơ thắt ngoài hậu môn, là sau trước và nông sau, à sau trước và trước sau, nông sâu trước nông sau. Sau khi khâu xong cái cơ thắt ngoài hậu môn thì tiếp tục đây, cái cơ thắt ngoài hậu môn đã được khâu rồi, bây giờ người ta tiếp tục khâu các cơ của đáy chậu. Lưu ý là nếu chúng ta khâu được, nếu chúng ta nhận định được các cấu trúc tương ứng của hai bên của đáy chậu, nghĩa là cơ ngang đáy chậu nông khâu, cơ ngang đáy chậu sâu khâu trước, cơ ngang đáy chậu nông nếu mà phân biệt được khâu lại với nhau và khâu tiếp cái cơ hành xốp. À. Sau khi xong cái bước số 5 thì khâu tiếp bước số 6, đó là khâu cái thành sau của âm đạo. À, khâu thành sau âm đạo, khâu cả cơ và cả niêm mạc. Và cuối cùng, bước cuối cùng, lúc đó mới đóng dài, nghĩa là trước thì khâu sau, sau thì khâu trước, trước khâu sau, sâu khâu trước, nông khâu sau. À, đây là nguyên tắc. Sau thì khâu trước, trước thì khâu sau, sâu thì khâu trước, nông thì khâu sau. Và đó là cái cách tái tạo. Bây giờ chúng ta thử, nếu như một cái rách độ 2, rách độ 2, rách độ 2. Theo các em thì bây giờ khâu cái gì trước nè? Với cái rách độ 2 này thì em khâu cái gì nè? Dạ khâu cơ ngang đáy chậu sâu trước. Đúng rồi, khâu ngang đáy chậu sâu trước. Ngang đáy chậu sâu, rồi ngang đáy chậu nông, rồi khâu từ sau ra trước mà sẽ khâu tiếp cái cơ hành xốp. Đó là bước thứ nhất. Bước tiếp theo là khâu cái gì? Vì cơ thắt ngoài hậu môn không bị tổn thương, do đó không khâu gì hết, đúng không ạ? Tiếp đến là khâu thành sau của âm đạo và cái mép âm hộ. Và sau đó cuối cùng sẽ là khâu giảm. Các em hình dung được không ạ? Hình dung được không ạ? Nguyên tắc là đúng như vậy. Là ở phía sau thì khâu trước. Cái nào ở phía sau bị tổn thương thì khâu trước. Trước thì khâu sau, sâu khâu sau. Và sâu khâu trước, nông khâu sau. Các em hình dung được chưa? Được không em? Dạ được. Rồi, như vậy là hầu như chúng ta đã xong được cái đáy chậu rồi. Các em có gì thắc mắc, chúng tôi cho các em 5 phút. Càng còn em nào có gì thắc mắc, hỏi trực tiếp. Rồi, chúng tôi cũng nói luôn, các em biết cái email của tôi rồi, đúng không? Biết email tôi chưa? Dạ rồi. Rồi, thì nếu trong quá trình học tiếp theo, các em nếu không đặt được câu hỏi trực tiếp ở trên lớp như thế này, thì các em có thể hỏi qua email. Khi các em hỏi theo kiểu cá nhân thì chúng tôi sẽ trả lời theo kiểu cá nhân. Nhưng sau đó chúng tôi đề nghị là các em mà hỏi và được trả lời đó, các em post lên trên email chung của lớp để cho cả lớp đều theo dõi. Được không ạ? Được không em? Được. Rồi, chúng tôi đang để cho em 5 phút để các em có em nào thắc mắc cái gì mà đặt câu hỏi trực tiếp hay không. Năm phút nha. Và như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái bài đáy chậu trong vòng 20 phút. Rồi, bây giờ chúng tôi sẽ tiếp tục share lại cái tiếp theo.
Rồi, thôi thì chúng ta tiếp tục cái qua cái bài thứ hai, bài Phúc Mạc cho các em. Đây cũng là một bài rất là khó hình dung. Thì các em có gì thắc mắc không? Sau khi coi cái sau khi nghe cái bài giảng chúng tôi qua bài giảng số, các em có gì thắc mắc không? Rồi. Rồi về mục tiêu thì không có gì phải giải thích thêm ha. Các em đã được nói về cái rồi. Bây giờ chúng tôi đang muốn làm việc thêm với các em về một cái chuyện khái niệm liên quan. Giờ các em biết rồi, các em biết được khái niệm của ổ bụng và khái niệm của ổ phúc mạc rồi. Thế ổ bụng có đồng nghĩa với ổ phúc mạc không các em? Dạ không. À, ổ bụng là gì? Ổ bụng là gì? Ổ bụng là gì các em? Là một khoáng được giới hạn bởi gì? Ổ bụng là một khoang được giới hạn bởi gì? Bởi các thành bụng. Ổ bụng là một khoang được giới hạn bởi các thành bụng. Và nếu chúng ta so với cái hình ảnh của cỏ bóng da này, nếu chúng ta so với hình ảnh của bóng da này thì cái ổ bụng chính là lòng của vỏ da của quả bóng. Cái vỏ da nó giới hạn một cái khoang trống bên trong lòng của nó thì đó chính là ổ bụng. Các hình dung được chưa? Giờ ổ phúc mạc là gì? Ổ phúc mạc là gì các em? Đó là một khoang trống được giới hạn bởi phúc mạc. Bình thường thì ở người sống cái khoang này gần như là một khoang ảo, là vì các cái tạng được bao bọc bởi phúc mạc nó nằm sát vào nhau, và cái khoang trống này hầu như là ít khi mà có một cái dung tích thật. Có thể có nhưng mà với một cái số lượng dịch tiết của phúc mạc rất ít để làm bôi trơn cái phúc mạc mà thôi. Nhưng khi mà chúng ta mở bùng ra, khi mà chúng ta mổ á, chúng ta mở thành bụng và mở cái phúc mạc thành ra, thì lúc này cái khoang ổ phúc mạc trở thành ra một khoang thật. Các em hình dung được không? Nếu so với cái hình ảnh của hình tượng quả bóng da thì ổ phúc mạc chính là ổ được giới hạn bởi cái ruột cao su của quả bóng da. Các em hình dung được chưa? Hình dung được chưa các em? Được không? Dạ được. Rồi, bây giờ chúng ta hỏi, nếu theo như hai khái niệm này các em đã nắm thì có cái phẫu thuật nào là đi vào ổ bụng mà không đi vào ổ phúc mạc hay không? Có không? Có trường hợp đó không? Đương nhiên là vào ổ phúc mạc bắt buộc phải vào ổ bụng. Nhưng vào ổ phúc bụng, vào ổ bụng rồi có vào ổ phúc mạc hay không thì chưa biết. Có trường hợp nào mà vào ổ bụng mà không vào ổ phúc mạc không các em? Có dạ, không? Có. Có, ví dụ. Dạ thưa thầy, là mẫu thận ạ. Mộ thận vì sao mà không vào ổ phúc mạc? Dạ, thận nằm ở sau phúc mạc. Sau khi mình đi bằng đường lưng vô thì mình gặp thận liền chứ không có vô ổ phúc mạc. Đúng rồi, tất nhiên là khi mà người ta mổ đường xuyên hông đó, đi từ cái góc của cái xương sườn 12 với cuộc sống đó, người ta xạ xuống, sang sáo xuống như vậy đó, thì người ta qua các lớp của thành bụng. Khi vào đến cái phúc mạc đó thì người ta không mở phúc mạc mà người ta đẩy cái ổ phúc mạc để vén cái phúc mạc để tiếp cận với thận. Và như vậy chúng ta đang vào thận khi chúng ta vào bụng nhưng chúng ta không vào phúc mạc. Các em hình dung được không ạ? Hình dung được không ạ? Đây các em chú ý này. Ví dụ như cái thận đây trên hình này không thấy được thận, cái thận nằm đây. Hay là thận nằm đây.
làm sau phúc mạc nha các em, thì người ta mổ ở đây, xong người ta đẩy toàn bộ cái ổ phúc mạc sang bên và người ta tiếp cận cái thận nằm đây. Các em hình dung được không? Hình dung được không các em? Dạ được. Được. Đây một cái hình khác. Này, em thấy đây chính là cái bàng quang. Đây chính là bàng quang. Và các em nhớ là bàng quang thì nó sẽ được phụ ở mặt trên bàng quang, và đặc biệt nó có một cái nếp phúc mạc phụ xuống ở mặt một phần mặt trước bàng quang. Khi mà bàng quang bị căng, đặc biệt là ví dụ như bị tiền liệt tuyến phì đài, hay là bị cái sỏi bàng quang nó kẹt vào cái đầu trên của niệu đạo, nước tiểu không ra được, lúc này cái bàng quang nó căng lên, nó căng to lên, nó trở thành một cái mà người ta gọi là cầu bàng quang. Và lúc này đó thì người ta mở vào bàng quang, người ta mở vào phía trên xương mu, vén cái nếp phúc mạc lên và đi vào cái bờ trước của bàng quang, hay có tác giả gọi là mặt trước bàng quang, thực sự nó chỉ là một bờ thôi, bờ tù ha. Và người ta đưa cái sông vào đây thì người ta vào bàng quang, nhưng mà người ta không vào phúc mạc vì không đụng nhiều phúc mạc hết. Các em mình dùng được không? Đấy, các em thấy nè, người ta xuyên vào trong này mà không đụng nhiều phúc mạc hết, người ta vào trong bàng quang. Hay là người ta đi qua đường này để người ta mổ cái tiền liệt tuyến ở đây, bóc cái tiền liệt tuyến trực tiếp ở đây mà không thông qua nội soi, thì người ta cũng vào trong ổ bụng nhưng không vào phúc mạc. Do đó, đối với những trường hợp này, nếu như mổ cái này mà để gây dính ruột thì đó là lỗi của phẫu thuật viên. Vì nếu chúng ta không vào trong ổ phúc mạc thì không gây dính ruột. Các em lưu ý nha, các phẫu thuật mà không vào ổ phúc mạc thì không gây dính ruột. Chỉ khi nào các em gây rách phúc mạc thành thì lúc đó nó mới gây dính ruột mà thôi. Nha, rách phúc mạc thành. Đương nhiên nếu mà mở vào phúc qua phúc mạc thành là tác động đến làm xây xước phúc mạc tàng thì nó gây dính ruột là chắc chắn rồi. À, những trường hợp mà mổ vào ổ bụng mà không vào phúc mạc thì không bao giờ gây dính ruột. Các em lưu ý. À, nếu có dính ruột thì đó là lỗi của phẫu thuật viên, lỗi của người mổ. Nha, em thấy đây bằng cái xong người ta đặt vào trong bàng quang mà cái ổ phúc mạc không bị động chạm. Các anh thì dùng được chưa? À, hay là đây cái thần này chúng ta nói người ta có thể mổ thần trực tiếp hoặc là mổ nội soi, hoặc là người ta mổ niệu quản. À, mổ niệu quản người ta cũng không có đụng gì đến phúc mạc hết. Mổ đường xuyên hông xong một cái là người ta đẩy toàn bộ cái ổ phúc mạc sang bên và đi vào ở cạnh bên cột sống nha, để xác định cái niệu quản ở đó, à niệu quản nằm ngoài phúc mạc. Rồi bây giờ phát triển phôi thai của ống tiêu hóa thì lưu ý một số điểm thôi. Cái thứ nhất là trong các quá trình phát triển của các cơ quan ống tiêu hóa dưới cơ hoành thì lưu ý là sẽ không phải là một tiến trình tuần tự, nghĩa là không phải là cuốn chiếu, không phải là dạ dày hoạt động xong thì gan phát triển, xong thì gan mới học mới phát triển và lúc đó tùy mới phát triển, mà nó lồng vào nhau, các tiến trình này lồng vào nhau, có thể có cái trước một chút sau một chút nhưng không phải là cái này xong mới đến cái kia, lưu ý giùm này. Và cái việc phát triển của cơ quan này nó cũng ảnh hưởng đến sự phát triển của cơ quan khác. Ví dụ như cái nụ gan ở trong hai lá của màng treo vị trước, khi nó phát triển và nó lớn mạnh sang trái, nó phát triển nhanh sang bên phải, xin lỗi, sang phải không phải sang trái, thì đồng nghĩa là nó kéo cái màng treo vị trước sang phải, và đó là động lực để cho dạ dày xoay theo trục đứng dọc để mặt trái thành mặt trước. Các em hình dung được không ạ? À, hay là sự dài ra của cái quai tá tràng đồng thời với sự phát triển lật sang bên của cái quai tá tràng với việc xoay của dạ dày, thì đồng thời thì cái nụ tủy bùng nó sẽ xoay ra sau để nó nhập vào với nụ tủy lưng. Thì rằng là thứ nhất là các tiến trình phát triển của các cơ quan của hệ tiêu hóa dưới cơ hoành, trong đó có ống tiêu hóa và các
tuyến phụ thuộc tiêu hóa, nó sẽ không phải là một tiến trình lần lượt mà nó sẽ diễn ra gần như là đồng loạt, là có cái trước có cái sau nhưng nó lồng vào nhau. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là sự phát triển của cơ quan này nó ảnh hưởng đến sự phát triển của cơ quan khác. Như hồi nãy chúng tôi nói rồi, đù gan lấn sang phải đồng nghĩa nó kéo cái mạc treo vì trước sang phải, đồng nghĩa với làm dài dài xoay theo trục đứng dọc. Em hình dung được không ạ? Đó là điểm lưu ý thứ nhất. Điểm lưu ý thứ hai, bây giờ dài nó xoay. Đầu tiên hết các em nhớ trong cái ống tiêu hóa dưới hoành ở thời kỳ phôi thai thì giai đoạn đầu tiên qua dạ dày chỉ là một đoàn của ống tiêu hóa, sau đó nó mới có phát triển lệch giữa cái bờ trước và bờ sau để trở thành bờ cong nhỏ và bờ cong lớn. À, cái thứ hai là tiến trình xoay của dạ dày thì nó sẽ xoay theo hai trục. Trục thứ nhất là xoay theo trục đứng dọc để mặt trái thành mặt trước. Cái này nó đi kèm với sự phát triển của nụ gan. Em lưu ý sự phát triển của nụ gan. Rồi. Và khi mà xoay để mặt trái thành mặt trước này à, thì các em lưu ý là hai cái thân thần kinh lang thang là thân trái và phải. Sau khi hình thành, các em nhớ là thân lang phải, lang thang phải và thân lang trái xuống đến thực quản thì nó chia thành đám rối. Nhưng sau đó thì nó nhập lại để nó tạo thành hai thân lang thang trái và phải. Nhưng bây giờ do cái tiến trình xoay này thì lăn cái mặt trái thành mặt trước, do đó cái thân lang thang trái thành thân lang thang trước và thân lang thang phải thành thân lang thang sau. Các em hình dung ra được không? Tôi nói thì có hình dung ra được không? Được không các em? Dạ được. Rồi. Tiếp đến này là một tiến trình xoay theo trục trước sau. Trục này là trục trước sau đây các em. Trục trước sau đây. Trục trước sau nó xoay là vì sao? Khi nó xoay như vậy thì tâm vì lệch sang trái và môn vì lệch sang phải. Cái tiến trình nó xoay là vì sao các em? Vì sao nó xoay? Cái này nó xoay chủ yếu là do cái coi và dài phát triển không đều. À, cái bờ trước bây giờ hiện thành bờ trái thì phát triển chậm hơn bờ phải. Do đó cái dạ dày trước đây nó chỉ là một ống thì bây giờ nó thành ra một cái hình tù vạc. À, đồng thời và cũng chính vì vậy mà cái tâm vị môn vị nó cái khoảng cách nó không thay đổi, nhưng mà do cái chiều dài của dạ dày thay đổi bắt buộc nó phải xoay theo trục trước sau để tâm vị lệch sang trái và môn vị lệch sang phải. Em hình dung được không ạ? Hình dung được không? Và chúng ta thấy được cái hình ảnh của dạ dày lúc này thời kỳ trưởng thành. Đi kèm với đó là các em lưu ý đến các cái mạch, cái mạch máu của dạ dày nè, mạch máu của dạ dày và mạch máu của lách nè. Rồi với cùng với sự phát triển của đường lách, rồi sự hình thành của ngách gan ruột, sự hình thành của ngách gan ruột. Rồi. Rồi lưu ý các em, cái tiến trình của dạ dày nó xoay
À xin lỗi, cái tiến trình của hình thành cái ngách gan ruột. Các anh thấy đây là dài dài nó xoay để theo trục đứng dọc mặt trái thành mặt trước. Nha. Rồi, cái hiện tượng này nó xoay là các anh thấy tiếp tục ở đây chúng ta thấy được cái nụ gan ở đây. Nụ gan phát triển lấn sang phải. Nó kéo cái mạc treo vì trước và do đó dạ dày phải xoay theo mạc treo vì trước sang phải. Rồi. Tiếp đến, các em sẽ thấy là sự hình thành của ngách gan ruột, các em lưu ý. Khoan để chúng tôi chắc chúng tôi sẽ chiếu tiếp cái à, chúng tôi xin làm lấy lại một cái hình ảnh khác để à, đây là cái hình ảnh các anh thấy rõ không ạ? À? Thấy tôi mới coi lại cái hình ảnh mà phóng to của cái hình thành các căn ruột đúng không ạ? À? Thấy rõ không các em? Thấy rõ không? Thì chưa thấy này. Chưa thấy hả? Mà này thì and slash show. Thấy chưa các em? Bây giờ thấy chưa? Em thấy. Rồi. Bây giờ em lưu ý nha, lưu ý cái tiến trình hình thành ngách gan ruột nha. Đây là dạ dày, hôm nay chúng tôi nói rồi, dạ dày nó xoay theo trục đứng dọc để mặt trái thành mặt trước. Tiến trình này xoay là có một trong những độc lực đó chính là cái nụ gan nằm giữa hai lá của mạc treo vì trước. Phát triển nhanh lấn sang phải. Khi nó phát triển nhanh lấn sang phải thì nó kéo cái mạc treo vì trước lệch sang phải và do đó dạ dày phải xoay. À, và các em thấy nó tiếp cận với tĩnh mạch chủ và động mạch chủ. Đây sự hình thành của ngách gan ruột. Tới đây chúng ta cho ngừng lại. Đây là hiện tượng hình thành của ngách gan ruột. Đây chính là lá phải của mạc treo vì sau, nó vòng vào giữa hai lá và tạo thành một cái ngách giống như là một cái túi quần tây đó. Các em lưu ý cái túi quần tây. À, nếu chúng ta thọc cái bàn tay phải vào trong cái túi quần thì các em lưu ý cái bên ngoài của ống quần bên phải đó chính là lá phải của mạc treo vì sau. Cái mặt trong của ống quần bên phải sẽ là lá trái của mạc treo vì sau. Và toàn bộ cái túi mà chúng tôi đặt tay vào, túi quần tây đó chính là cái ngách gan ruột. Cả hình dung ra được cái sự lồng của lá phải của mạc treo vì sau vào giữa hai lá chưa? Hình dung ra được chưa các em? Hình dung ra được không? Các em hình dung ra được không? Hình dung ra được không ạ? À? Được ha. Rồi. Và đây chính là cái đây chúng ta cùng xác định trên hình ảnh. Đây chính là lá phải của mạc treo vì sau. Thấy chưa? Xin lỗi để tôi bấm cái này nữa.
sao kỳ vậy? Đây chúng ta cùng cùng xem lại nè. Em thấy cái hình của người đang đang chỉ và nói đây chính là giáo sư Nguyễn Quang Quyền đó các em. Xin lỗi, sao nó bị hoài? Em chờ chút nha. Sao nó không lên được cái point for cái pointer. Rồi các em lưu ý nè, các em nhìn trên hình ảnh này, các em sẽ thấy. Ủa sao nó vô đây nó mất cái laser pointer rồi. Các em sẽ thấy. Em có thấy được cái mũi tên chị không các em? Dạ thấy. Thấy mũi tên chị không? Thấy không? Có thấy cái cursor thấy à? Cái mà chúng tôi đang chỉ ở đây này nè, các em sẽ thấy đây chính là lá phải của mạc treo vì sao, thấy không ạ? Thấy chưa thấy được lá phải của mạc treo vì sao. Rồi cái mà chúng tôi đang chỉ đây chính là lá trái của mạc treo vì sao, thấy chưa dạ thấy. Rồi cái mà chúng tôi đang thấy đang chỉ vào đây, đây chính là ngách gan ruột với có hai cái thành. Cái thành phải của ngách gan ruột. Và đây là thành trái của ngách gan ruột. Thành phải của ngách gan ruột cùng với mạc treo vì sao hình thành ở đây một cái cấu trúc gồm hai lá. Đây chính là mạc treo gan chủ. Mạc treo gan chủ. Em hình dung được chưa? Đây chính là hai lá của mạc treo gan chủ, lá phải của mạc treo gan chủ, lá trái của mạc treo gan chủ. Đây là ngách gan ruột, thấy không ạ? Thấy chưa? Dạ thấy. Rồi bây giờ tiếp tục nha, em lưu ý. Tiếp tục nha. Em thấy là cái nụ gan khi nó phát triển thì nó sẽ tách hai lá của mạc treo gan chủ ra và nó tiếp cận với tĩnh mạch chủ dưới. Lúc này các em phải hình dung được tại vì sao mà trong phôi thai thì
đù gan nằm giữa hai lá của mặt cao vị trước, nhưng nó lại có một vùng không có phúc mạc gọi là vùng trần của gan. Cái hình dung đó được không? Vì nó tách hai lá của mặt treo gan trụ ra, nó tiếp cận trực tiếp với tịnh mạch trụ dưới. Các em thấy đây, đây là lá trước, là lá phải, đây là lá trái của mặt treo gan trụ. Và lúc này gan, cái nhu mô gan tiếp cận trực tiếp với tịnh mạch trụ dưới. Và do đó ở đây chính là cái vùng trần của gan đây các em. Các em dung ra được không? Dạ được. Ok, tốt rồi. Rồi xong vậy là chúng ta đã xong được cái phần này. Rồi tiếp tục nha. Rồi, vậy các em sẽ thấy đây chính là vùng trần của gan đây các em. Xin lỗi. Các em thấy là cái gan đây ha. Và đây chúng ta thấy được cái vùng trần của gan này, vùng trần của gan đây chính là tịnh mạch trụ dưới, và vùng này thì gan không có phúc mạc che phủ mà nó chỉ có là dây chằng hoành gan, là một cái thớ liên kết trực tiếp giữa cơ hoành với gan. Rồi rồi sự hình thành của tụy. À, sự hình thành của tùy các em thấy có gì cần phải giải thích không? Không giải thích gì nhiều nha, chỉ có nói thêm chuyện này là do tiến trình là cái trục của quay tá tràng nó xoay và tá tràng lật sang phải để áp sát vào phúc mạc thành sau, do đó mà cái đù tủy bùng cùng với đường mật xoay theo chiều kim đồng hồ để ra nhập vào với đù tùy lưng, và nó hình thành được cái tùy ở người lớn như thế này, và điều này hoàn toàn cho phép chúng ta lý giải được một số các cái hiện tượng. Thứ nhất là tại sao đường mật nó nằm sau đầu tùy. Đường mật nó xoay từ ngoài này vào và nó để cho nụ tụy bùng nhập vào phía dưới của nụ tụy lưng, do đó đường mật nó nằm sau đầu tụy. Điều thứ nhất. Điều thứ hai là tại sao nó có cái khuyết tụy. Cái khuyết tụy là cái khuyết nằm giữa nụ tụy bùng và nụ tụy lưng. Và ở đây trong khuyết tụy thì nó có cho phép cái gì chạy qua các em? Trong khuyết tụy có cái gì chạy qua? Dạ, bó mạch mạc treo tràng trên. Đúng rồi, bó mạch mạc treo tràng trên. Và cũng chính vì vậy mà chúng ta giải thích được do hiện tượng xoay của nụ tủy bùng sang theo chiều kim đồng hồ để nhập vào với nụ tủy lưng, mà móc của tủy nằm sau bó mạch mạc treo tràng trên là mạc treo bó mạch mạc treo tràng trên. Cái hình dung được không? Bó mạch mạc treo tràng trên sẽ nằm đè lên trên cái móc của tủy, vì tùy nó xoay từ sau ra trước, nó nằm ra sau của cái bó mạch ha, cái móc của tùy nằm sau bó mạch. Các hình dung được chưa? Tới đây được chưa? Dạ được. Rồi tiếp đến. Rồi ống tùy chính là gì? Lưu ý, ống tùy chính là ống của nụ tùy lưng kết hợp với ống của nụ tùy bụng trở thành nụ ống tùy chính, trong khi đó đoạn đầu của ống nụ tùy lưng thì trở thành ống tùy phụ. Em hình dung được không? Nha. Dạ được. Ống là hình dung hoàn toàn rất là dễ dàng để cho các em có thể hình dung được chuyện này. Nha. Rồi, xong tiếp tục. Rồi
Bây giờ sự quay của quay rốn thì lưu ý cái hiện tượng quay này này, cái thời mà chúng tôi học thì không thể nào hình dung được, xoay 270 độ ngược chiều kim đồng hồ à, chúng ta không thể, chúng tôi không hình dung được. Nhưng bây giờ qua cái bài dạng số thì các em hình dung được rõ không? Rõ không các em? Dạ rõ. Rõ, à, rồi. Ở đây chỉ cần lưu ý thêm các em một điểm nữa thôi, đó chính là hiện tượng thoát vị rốn trong phôi thai. Đó là khi cái quai rốn này nó xoay, nó phát triển dài ra, nó xoay thì có một giai đoạn nó lấn vào trong lòng của cái rốn. Nha. À, với cái trục xoay của nó gồm có là ống rốn ruột và cái động mạch mạc treo trần trên. Sau đó thì khi ổ bụng phát triển to ra, cái quai này phát triển dài ra xong thì nó trục lại vào trong ổ bụng. Do đó hiện tượng thoát vị rốn phôi thai không tồn tại. Tuy vậy, trong một số trường hợp thì nó vẫn tồn tại. Ví dụ các em sẽ thấy đây, hình ảnh đây là của thoát vị rốn trong thời kỳ phôi thai. Trên siêu âm người ta thấy được. Nhưng mà trên thực tế, có một số em bé, cái ruột nó vẫn còn tiếp tục thoát vị trong rốn. Nha. Và cũng chính vì vấn đề này mà người ta yêu cầu là khi chúng ta kẹp cắt rốn thì kẹp cắt cái gốc của cuốn rốn ít nhất là 10 cm, để tránh cái trường hợp rằng là nó còn một cái quai ruột nằm trong cái cuốn rốn, và khi mà chúng ta cắt quá sát, kẹp cắt quá sát cái nơi mà cuốn rốn nối vào với thành bụng thì có thể kẹp luôn cái quai ruột đang còn nằm trong rốn tiềm ẩn này. Và các em thấy đây chính là cái hiện tượng mà ruột đang còn trong rốn. Rốn lồi đó các em, nghe chữ rốn lồi không? Là do ruột nó còn, có thể còn trong rốn đó các em. Yeah. Và người ta để cho rốn nó rụng tự nhiên, cái cuốn rốn nó rụng tự nhiên. Rồi, cuối cùng, với hiện tượng xoay của cái quai ruột này mà cái ruột thừa có thể nằm ở nhiều vị trí. Ví dụ như nó xoay 270 độ ngược chiều kim đồng hồ nhưng mà nó xoay chưa hết thì nó có thể nằm dưới gạt. Nó có thể nằm ở chậu ở hông. Có thể nằm ở chậu hông và ngay cả nó nằm ở hố chậu và ngay cả nó lấn xuống tầng dưới chậu hông. Yeah. Do đó cái vị trí của cái ruột thừa đó nó có thể thay đổi do cái hiện tượng quay của quai ruột ngược chiều kim đồng hồ hay là quai rốn ngược chiều kim đồng hồ này có hoàn thành hay không và hoàn thành ở mức độ nào. Các em hình dung được. Có khi nó nằm bên này luôn các em nha. Nó gọi là ruột thừa góc lách. Nó không xoay. Hoặc là có khi nó nằm ở hố chậu trái nếu mà nó xoay ngược chiều. Thay vì nó xoay ngược chiều kim đồng hồ thì bây giờ nó xoay thuần chiều kim đồng hồ. Và những trường hợp đó người ta gọi là đảo ngược phục tàng. Lúc đó tim nó không nằm lệch trái nữa mà nó nằm lệch phải. Lưu ý nè, lưu ý. À, do đó mà cái chuyện cái ruột thừa là một cái rất thông thường, nhưng mà khi chẩn đoán có thể có những trường hợp đặc biệt các em không chẩn đoán ra và gây cho bệnh nhân vì cái hậu quả. Ta chúng ta không phát hiện ra và ruột thừa viêm vì ở nó nằm ở những vị trí bất thường mà dẫn đến hiện tượng là nó có thể hoại tử, là gây viêm phúc mạc. Nè, rồi mà các cái mạc nối và túi mạc nối thì chúng tôi không nói nữa, chỉ có cái là chúng tôi lưu ý các em là chúng ta có 5 cái đường vào cái mạc nối, cái túi mạc nối. Cái đường đầu tiên đó là qua cái lộ mạc nối. Các em biết là lộ mạc nối nằm đâu các em? Lộ mạc nối nằm đâu các em? Dạ, có phải là ngách gan ruột không thầy? Lộ mạc nối chính là cái đoạn đầu của cái lồng ngách gan ruột đó, nhưng mà nó nằm ngay phía sau bờ tự do của mạc nối nhỏ. À, trên người sống các em biết là cái ngách này, cái lộ mạc nối này nó rất là hẹp và người ta chỉ đút lọt cái ngón tay thôi. À,
phẫu thuật viên có thể chỉ đút lọt ngón tay qua cái lộ mạc nối này, và thường thường do đó cái đường tiếp cận này chỉ chủ yếu là để đánh giá cái cuống gan mà thôi. À, còn để mà tiếp cận vào cái túi mạc nối thì rất khó vì cái đường vào quá hẹp. Nha. Đây là lộ tự nhiên. Tiếp đến. Xuyên qua phần mỏng của mạc nối nhỏ, các em nhớ là mạc nối nhỏ có hai phần, một phần dày gọi là mạc téo gan. Gan gì ạ? Gan tá tràng. Và một phần mỏng gọi là mạc treo gan vị. Nha. Thì cái mạc treo gan vị nó mỏng và nó không có mạch máu nhiều, trừ cái cuốn mạch ở cung bờ cung nhỏ dạ dày. À, thì cái mạc nối nhỏ này ở chỗ này nó rất là mỏng và người ta có thể mở cái xuyên cái mạc nối nhỏ này. Này các em thấy đây chính là cái mạc nối nhỏ. À, đây là cái phần mỏng chúng ta có thể xuyên được. Này. Thì cái phần mỏng của mạc nối nhỏ nó dễ, rất là dễ xuyên nhưng mà nó đánh giá không rộng. Thường là người ta cũng có thể sử dụng để đánh giá hoặc là thăm dò cái túi mạc nối chính. Cái đường rộng rãi đó là xuyên hai lá trước của mạc nối lớn. Các em nhớ là đây là hai lá trước mạc nối lớn nó xuống nó xong nó phụ bật lên và sau đó hai lá sau thì nó dính vào mạc treo kết tràng ngang, dính vào mặt trên của mạc treo kết tràng ngang. Và do đó khi mà người ta xuyên ở đây là người ta xuyên đây này. À, người ta xuyên qua hai lá trước. Và khi xuyên hai lá trước thì người ta lật toàn bộ cái dạ dày lên và toàn bộ cái mạc nối cái túi mạc nối nó được bộc lộ một cách rộng rãi. Đây là cái đường vào để thứ nhất là xử lý là để thăm dò mặt sau dạ dày. Thứ hai là thăm dò mặt trước tụy, đặc biệt là các cái nang tụy. Và thứ ba là người ta có thể thăm dò các cái thành phần khác nằm trong cái túi mạc nối. Rồi cách thứ tư là bóc chỗ dính của mạc nối lớn vào mạc treo cái tràng ngang và xuyên hai lá sau. Đây chỗ này. Thường thường thì cái chỗ này người ta ít làm là tại vì nó phức tạp, là người ta phải vén mạc nối lớn lên rồi người ta đi vào cái vị trí mà mạc nối lớn bám vào cái kết tràng ngang và mạc treo cái tràng ngang, người ta tách đó để người ta vào. Vì như vậy thì người ta phải vén mạc nối lớn lên như vén một cái mạc. Ở đây cái đường mộ này cùng cái đường vào mạc túi mạc nối này cũng rất rộng, tuy vậy nó phức tạp hơn. Chỉ trừ trường hợp là cái cung động mạch bờ cong lớn của dạ dày nó quá dày đặc, mà nếu chúng ta đi qua hai lá trước của mạc nối lớn qua đây này mà nó có thể gây tổn thương cái cung mạch này thì người ta không đi vào đường của hai lá trước mà đi vào đường hai lá sau. Và một cái đường thứ năm, đường này rất hay được sử dụng, đó là xuyên mạc treo kết tràng ngang. Thực sự ra xuyên mạc treo kết tràng đồng nghĩa với xuyên mạc treo kết tràng ngang và hai lá sau của mạc nối lớn. Các hình dung được không ạ? Vì hai lá sau của mạc nối lớn nó dính vào mặt trên của mạc treo kết tràng ngang. Và khi xuyên như vậy đó thì các em sẽ thấy ngay là người ta mở được một cái đường thông giữa cái ổ phúc mạc dưới mạc treo kết tràng ngang vào với cái túi mạc nối chính. Và chính vì vậy mà người ta sử dụng cái đường này để này, ví dụ như ở đây là cái đường vào đường qua lộ túi mạc nối nha. Cái thứ hai đây là đi vào cái phần mỏng của mạc nối nhỏ. Thế là xuyên hai lá trước của mạc treo kết tràng ngang, các em thấy người ta mở ra. Đây chính là cái kết tràng ngang đây. Nha. Và người ta mở ra ở đây và người ta thấy được cái tùy này. Thấy không ạ? Rồi. Tiếp tục. Người ta có thể xuyên cái mở cái chỗ dính của mạc nối lớn vào với kết tràng ngang và mạc treo kết tràng ngang, nhưng cái này thì ít sử dụng. Và đây là cái đường cuối cùng là đường xuyên qua cái mạc treo kết tràng ngang.
và đồng thời xuyên qua hai lá sau của màng nối lớn. Và khi mà mở như vậy đó thì người ta mở rất là rộng. Và khi mở như vậy thì để gì? Để người ta làm một cái thủ thuật, đó là đưa các cái quai hồng tràng đầu tiên lên tiếp cận với dạ dày và nối thông giữa hai cái thành phần này với nhau. Ví dụ như chuyện trường hợp ví dụ là u đầu tụy, nó làm bít tắc cái đoàn xuống của tá tràng, thì người ta đưa cái này lên, người ta nối vào và nó tạo thành một cái đường thông tắc, nối tắc mà không đi qua tá tràng. Cái những trường hợp ung thư nặng của cái môn vị mà chúng ta không cắt được, người ta cũng làm tạm thời là người ta nối cái quai đầu tiên của hồng tràng với dạ dày, và thường là nối với mặt sau, phần thấp của mặt sau dạ dày. Hoặc là trong trường hợp hẹp môn vị quá nặng mà không cắt được, người ta cũng có thể làm này. Và đây là trường hợp tiếp theo, đó là trường hợp cắt dạ dày. Đây là trường hợp người ta cắt dạ dày và người ta đưa cái quai hồng tràng lên nối với cái mỏm cắt này, và tạo thành ở đây cũng là một cái nối vị tràng nhưng mà có cắt dạ dày. Và như vậy người ta sẽ đóng cái mỏm của tá tràng lại. Rồi, các mạc dính thì lưu ý, các mạc dính của và mạc treo của cái tràng thì điều gì xảy ra? Các nhớ là do hiện tượng xoay của quai rốn 270 độ ngược chiều cái đồ kèm theo với sự phát triển của quai ruột cuối, và sau đó thì các thành phần của khung đại tràng nữa áp sát ra thành sau và tạo thành những cái mạc dính, gồm có mạc dính cái tràng phải và mạc dính cái tràng trái. Rồi sau đó các cái mạc treo gồm có mạc treo cái tràng ngang, rồi mạc treo cái tràng xích mạc. Trong một số trường hợp đặc biệt, các em thấy đây là trường hợp đặc biệt, đây là tổn thương của cái đòn xuống của tá tràng, thì người ta có thể bóc cái mạc dính cái tràng phải, người ta lật sang bên và người ta bộc lộ cái tá tràng này. Người ta xử lý cái tá tràng này xong thì người ta đặt lại cái mạc dính và khâu lại. Trường hợp này nó gọi là mandir de Coxer, cái thủ thuật Coxer. Đây là người ta mở cái tá tràng và người ta lật tá tràng ra để người ta xử lý cái u đầu tụy. Nhưng mà muốn lật cái tá tràng, để muốn tiếp cận cái tá tràng này thì người ta đã phải làm cái thủ thuật Coxer trước, người ta phải bóc mạc dính cái tràng phải trước. Rồi, như vậy là chúng tôi đã lưu ý các em một số điểm của cái bài phúc mạc. Cái bài này tương đối phức tạp, nhưng mà tôi nghĩ rằng là với cái việc các em nghe cái bài giảng số nhiều lần, kết hợp với chuyện các em tham khảo trong tài liệu, và chúng tôi chốt lại một số điểm và giải thích thêm một số điểm trong cái lớp học đạo ngược này, thì tôi nghĩ là các em có thể nắm được cái kiến thức của cái bài phúc mạc cách tương đối toàn diện.